đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Sau khi lấy danh nghĩa người nhà kết thúc, diễn xuất của Tống Uy Long và Trương Tân Thành lại được đem ra so sánh, bàn tán, kết quả thế nào chắc ai cũng rõ như ban ngày. Phim Đấu La Đại Lục của Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi dự kiến chiếu vào tháng 11, còn phim Lang Điện Hạ hiện tại đang bật tin tức. Kinh khuyên có người đầu tư quay bộ Cẩm Sắt, nam chính xác định là Trương Nhất Sơn, nữ chính đang tiếp xúc Lưu Thi Thi muốn mượn cơ hội này đánh vào giới tư bản. Kinh khuyên, đoàn đội có ý tiếp nhận, bản thân Trương Nhất Sơn dựa vào nhân mạch Kinh khuyên mà cầm lấy tài nguyên, gia cảnh và bối cảnh của cậu rất lợi hại, tài nguyên phim ảnh vô cùng tốt, bộ phim này có chế tác rất khá, trong giới có rất nhiều tiểu hoa cũng đang cạnh tranh, đoàn đội của Lưu Thi Thi đang cố gắng cầm lấy vai nữ chính bộ phim này để hợp tác cùng Trương Nhất Sơn. An Kỳ là hoàng tộc của The Night, công ty luôn ra sức nâng đỡ cô ấy, bình thường PR rất hào phóng cho cô. Gần đây, các thành viên nhóm The Night đã tham gia chương trình lướt sóng, trong show này thì Hoàng Minh Hạo là khách mời cố định, cho nên cậu ấy rất săn sóc cho tất cả các khách mời đến với chương trình. Lúc mọi người cùng nhau lướt sóng, khi sóng biển ập đến, cậu ấy một tay ôm An Kỳ lên nên được cư dân mạng khen ngợi siêu ngầu. Tuy nhiên, hành động của cậu đã bị ekip An Kỳ lợi dụng, ekip cố tình cắt ảnh tương tác giữa hai người và đưa lên mạng PR khắp nơi, bên ngoài thì khen Hoàng Minh Hạo nhưng ngấm ngầm dẫn dắt fan cắn đường, trong tối có ý lén la lén lút hút máu Hoàng Minh Hạo. Các tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, giúp phía đầu tư kiếm lời mười mấy tỷ, hiện tại tổ chương trình đang tăng nhanh tiến độ chế tác mùa 2, sẽ tiến hành ghi hình vào cuối năm, trong danh sách liệt kê tuyển thủ có Phạm Băng Băng, phía trên đã giải trừ lệnh cấm với cô có thể hoạt động dễ dàng hơn rất nhiều. Tổ chương trình đã thả tin tức ra, đang nhìn xem dư luận đánh giá thế nào, phản đối không quá mạnh mẽ thì sẽ ký kết với cô. Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất hiện trong danh sách nhưng chỉ là tổ chương trình thử fan mà thôi, đối thủ của Phạm Băng Băng trong giới rất nhiều, lúc trước nổi tiếng đi đường diễm áp kéo dẫm rất nhiều nữ nghệ sĩ, những nữ nghệ sĩ bị cô đắc tội sẽ không cho cô thuận lợi tái xuất, mỗi lần cô lộ diện thì đều có rất nhiều thủy quân chống lại cô trên hot search, hiện tại cô rất khó lấy được tài nguyên phim ảnh và tống nghệ. Trịnh Nghiệp Thành gia nhập giới giải trí đã lâu, đóng nhiều vai phụ nhưng vì vấn đề hợp đồng với công ty mà trở nên trong suốt vài năm, nghệ sĩ chưa có quy hoạch tương lai rõ ràng mà hủy hợp đồng với công ty đúng là giết địch 1000 tự hại 800, hiện tại anh ấy tự mình làm mọi việc, 2 năm nay đóng web Dreamer cũng có chút cảm giác tồn tại. Hoa Mộc Lan của Lưu Diệc Phi đã trở thành phim chiếu mạng lớn ở Hoa Kỳ, còn được công chiếu ở Trung Quốc xong, đã có rất nhiều người vượt tường xem phim hết rồi, danh tiếng của phim điện ảnh này một lời khó nói hết, sau khi mở điểm vốt thì cũng không đạt được điểm tiêu chuẩn, về cơ bản, Diệc Phi bây giờ đã trở thành trò cười của minh tinh trong giới, đặc biệt là những hoa đán 85, tất cả đều vô cùng vui vẻ trước sự thất bại của cô ấy, nhưng Lưu Diệc Phi đã mượn một đống thương vụ, đại diện thương hiệu, tạp chí, nên phim này có lót giữa chừng thì cũng sẽ cho cô ấy thể diện. Và lại, quan hệ công chúng của Disney đã ra kết quả cuối cùng, khóa điểm của nền tảng để điểm vote không thể tiếp tục giảm nữa. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại rất được phía trên xem trọng, tiếp theo sẽ có lời mời tham dự đêm hội của bên phía chính thống. Studio của Trịnh Sảng follow Weibo của Dương Dương lên hot search gây ra một trận hỗn chiến, fan Dương Dương và người qua đường đều muốn ôm Dương Dương chạy, phía Trịnh Sảng phản hồi là Studio follow rất nhiều người, hot search này thực sự không liên quan gì với Dương Dương, đây là hành động tiếp thị của đoàn đội Trịnh Sảng, bây giờ đoàn đội mới của cô ấy chỉ cần đưa được cô ấy lên hot search không quá tiêu cực đều sẽ được thưởng tiền. Bản quyền bộ tiểu thuyết Bán Thành Phong Nguyệt nằm trong tay Chuyện Đệ Giải Trí, nghệ sĩ dưới trướng công ty này là Triệu Lộ Tư, Dương Siêu Việt, Lý Nhất Đồng. Bộ phim này lúc trước xác định nữ chính là Lý Nhất Đồng, bây giờ bên phía đoàn phim đang tiếp xúc Dương Siêu Việt, đoàn đội vẫn chưa đồng ý. Bộ phim Khoa Thần Kinh Thân Yêu trước đó tiếp xúc với Đặng Luân, hiện tại một trong hai vị nam chính phim này đã định là tiểu sinh Vương Thiên Thần do Hoa Nghị tận lực nâng đỡ. Trước đó bên phía đoàn phim vì muốn Đặng Luân tham gia mà cố ý đi mời Lâm Canh Tân, nhưng trong tay Lâm Canh Tân có đại IT đọc thầm đang đàm phán, từ chối tham gia, bởi vì địa vị hợp tác không ngang hàng, đoàn đội Đặng Luân từ chối bộ phim hiện đại này, sẽ không tham gia. Khoa Thần Kinh Thân Yêu, đang tiếp xúc vai nam chính với một vị diễn viên khác, hiện tại đoàn đội Đặng Luân đang tiếp xúc kịch bản Bán Thành Phong Nguyệt, gần đây bên đoàn phim liên tục thử fan Đặng Luân và Dương Siêu Việt để tăng nhiệt độ, bây giờ hai người vẫn chưa ký hợp đồng, nhưng có khả năng rất cao sẽ tham gia, bộ phim này sẽ nhanh chóng khai máy.
Oh,